Chào các bạn nha. Hôm nay máy văn phòng Cương Á sẽ hướng dẫn các bạn cài máy in Canon 2900 đến Windows 11 nha. Trước tiên là chúng ta phải kết nối, ta phải cắm nguồn cho máy in. Để cắm dây nguồn máy in nha. Bây giờ sẽ cắm dây kết nối máy in khóa máy tính. Bây giờ mình bật máy in lên nha. Rồi, bây giờ mình bỏ giấy vào cho máy nha. Đây là máy in Canon 2900 các bạn nha. Đây, nó hay bỏ giấy nha. Ok, bây giờ mình qua bên máy vi tính nha. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt trên máy tính nha. Các bạn vào trình duyệt có cho mình từ khóa download Canon 2964 bit. Ở đây hệ điều hành của mình đang dùng là Windows 1 64 bit. Nếu mà các bạn chưa biết kiểm tra cái hệ điều hành của mình 32 bit hay 64 bit, các bạn phải vào máy computer, cho các bạn chọn property. Ở đây hệ thống sẽ hiển thị cho các bạn hệ 64 bit hoặc là 32 bit, thì các bạn xem cái hệ thống của mình và các bạn gõ cho mình thêm 64 bit hoặc 32 bit. Các bạn vào trang chủ của Canon. Tại trang chủ các bạn click vào tải về. Các bạn lưu vào ổ đĩa. Rồi quá trình tải về cái driver Canon 2900 64 bit đã hoàn thành. Các bạn đóng trình duyệt và mở máy computer. Các bạn tìm đến cái file tải về. Ở đây mình đã tải xong cái file LBBB 2964W64. Các bạn click đúp chuột vào, cái phần mềm sẽ tự động giải nén ra cái file LBP 2900W64. Các bạn vào mục 64 bit. Ở cái mục nhấn 64, các bạn có cái file có tên là setup. Đây là file application, tức là file để dùng để cài đặt. Các bạn click phải chuột ấn vào run AS Admin Starter với quyền cao nhất. Hộp thoại đầu tiên các bạn ấn next và các bạn chấp đồng ý các cái điều khoản của nhà sản xuất. Ở đây có hai chế độ chọn, một là chế độ chọn thông thường bằng cổng port cũ, hai là các bạn chọn chế độ kết nối USB. Ở đây mình sẽ chọn cài đặt kết nối USB. Các bạn chọn next, chọn Z giúp mình. Và quá trình cài đặt sẽ tự động. Hộp thoại sẽ lên thông báo các bạn cắm thiết bị vào. Ở đây mình đã cắm sẵn. Các bạn chọn exit. Như vậy là các bạn đã cài xong cái driver của máy in Canon 2900 trên Windows 11. Các bạn chọn nút Start để xem cái mình đã cài đặt thành công hay chưa bằng cách vào cái biểu tượng Windows 11. Các bạn gõ vào phần tìm kiếm từ khóa Printer. Sẽ ra cái kết quả là Printer and Scan. Các bạn click vào mục Printer and Scan cho mình. Ở đây đã có cái máy in Canon LPP 2009 đã được cài đặt thành công. Bây giờ mình sẽ in thử trên cái thiết bị Canon 2009. Mình sẽ in test. Đây.
Như vậy là các bạn đã cài thành công máy in Canon 2009 lên hệ điều hành Windows 11. Chúc các bạn thành công.